Vô số công trình có giá trị nghệ thuật và lịch sử đã từng bị phá hủy dưới tác động của thảm họa thiên nhiên, do chiến tranh chẳng hạn. Tuy nhiên thì đáng trách nhất phải kể tới sự bất cẩn của con người. Đừng chạm vào nghệ thuật là một quy tắc đơn giản được hầu hết mọi người trưng bày và bảo tàng thế giới áp dụng. Dù vậy thì vì một số ít lý do, không ít người chọn bỏ qua nguyên tắc cơ bản nhất ấy. Nào, hãy cùng ta khám phá 8 lần con người tàn phá tác phẩm nghệ thuật vô giá. 8. Pauline Bonaparte trong vai Venus Beatrix. Chuyện là một cặp đôi du khách người Áo trong lúc tham quan bảo tàng Antonio Canova ở thủ đô Rome của Ý đã làm gãy hai ngón chân bức tượng hơn 200 tuổi. Sự việc này được trang mạng xã hội của bảo tàng này chia sẻ vào hôm 31 tháng 7. Được biết thì bức tượng thạch cao bị hư hại có tên là Pauline Bonaparte trong vai Venus Beatrix là tác phẩm của nhà điêu khắc nổi tiếng Antonio Canova. Bức tượng này được tạo ra khoảng năm 1805 đến 1808, tức là đã hơn 200 tuổi rồi. Được coi là một trong những báu vật quý giá còn sót lại của nước Ý ngày nay. Nam du khách người Áo đi cùng một phụ nữ đã thiếu tôn trọng quy tắc bảo tàng khi ngồi bên cạnh bức tượng để chụp ảnh tự sướng. Trong lúc mà tạo dáng, người này đã làm gãy hai ngón chân của bức tượng bán khỏa thân quý giá. Nhận thấy là có điều không ổn qua camera, lực lượng bảo vệ đã nhanh chóng có mặt. Khi phát hiện sự cố, họ khoanh vùng hiện trường và thu thập các mảnh vỡ. Nam du khách thì cũng đã rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, nhờ việc lưu lại danh sách thông tin du khách trước khi vào tham quan, thủ phạm vụ việc nhanh chóng bị phát hiện. Sau khi xem qua đoạn clip, nam du khách 50 tuổi này đã gửi email xin lỗi, nhưng mà cho rằng mình không cố ý và không biết đã gây ra vụ việc. Theo luật mới được đề xuất ở Ý, hành vi phá hoại nghệ thuật có thể bị phạt tới 100.000 euro, tương đương khoảng 120.000 đô la Mỹ. Nếu mà nam du khách bị mức phạt này thì đây có thể được xem bức ảnh tự sướng đắt nhất thế giới. Tòa án hiện vẫn đang xem xét về tình tiết tăng nặng. Nếu mà có thì án phạt tù sẽ lên tới tận 8 năm. 7. Tượng Dom Sebastiao. Năm 2016, một chàng trai 24 tuổi đã treo lên cạnh bức tượng của vua Dom Sebastiao, vị vua thứ 16 Bồ Đào Nha và Algarve, trên mặt tiền nhà ga xe lửa Rossio ở Lisbon, Bồ Đào Nha để có được bức ảnh hoàn hảo nhất. Khi mà đang đứng cạnh bức tượng, anh ta vô tình lật đổ tác phẩm điêu khắc khỏi bệ của nó. Đây là một bức tượng đã 126 năm tuổi rồi. Bức tượng này tạc vua Dom Sebastiao năm 1890, được đặt tại nhà ga Rossio, thành phố Lisbon như đã nói ở trên. Vị vua này tử trận ở tuổi 24 trong cuộc chiến tại Maroc năm 1578. Theo lời đồn dân gian, người Bồ Đào Nha tin rằng nhà vua này đã có thể quay lại đòi ngôi vị bất cứ lúc nào, do người ta đã không tìm thấy xác ông sau trận chiến. Bức tượng này là một phần của lịch sử, niềm tự hào dân tộc người Bồ Đào Nha. Tuy nhiên là do một hành động vô ý thức của một vị khách, bức Dom Sebastiao chỉ còn lại những mảnh vỡ rất là khó khôi phục nguyên trạng. Người đàn ông nói trên thì đã cố gắng chạy trốn khỏi hiện trường nhưng nhanh chóng bị cảnh sát bắt. Nhà chức trách cơ sở hạ tầng Bồ Đào Nha cho biết họ vẫn đang lên kế hoạch khắc phục và sửa chữa. 6 thì đó chính là tượng Statua del Rey Eco. Những ngày mà bạn phải nhờ người khác chụp giúp một bức ảnh trước điểm tham quan thì đã xa vời rồi. Giờ đây thì chúng ta chỉ cần dùng điện thoại hoặc gậy selfie để chụp ảnh mình với khung cảnh du lịch. Du khách thì quan tâm tới việc chụp bức ảnh selfie hoàn hảo nhất để đăng lên Facebook hay là Instagram và nhận được càng nhiều like càng tốt. Việc trải nghiệm điểm đến du lịch đã bị đẩy xuống hàng thứ hai. Hai du khách thì đã phải đối mặt với án phạt sau khi treo lên bức tượng Statua del Rey Eco ở Cremona, Italy để chụp ảnh. Họ thì khiến một phần mũ miệng bức tượng rơi ra và vỡ tan ngay lập tức. 5. Esse Homo. Esse Homo tại đền Thánh Thương Xót ở thị trấn Broja, tỉnh Zaragoza, Tây Ban Nha là một bức minh họa do họa sĩ Elias Garcia Martinez vẽ vào khoảng thế kỷ 19. Bức tranh này mô tả Chúa Giêsu cùng với vương miện mạo gai đội trên đầu. Chủ đề của bức tranh là Esse Homo. Đây là thuật ngữ tiếng Latin dùng trong bản kinh thánh Vulgata tham chiếu đến cảnh tổng trấn Pontius Pilatus cho điệu Giêsu sau khi bị đánh đòn ra trước đám đông quá khích. Bức tranh này trở thành một hiện tượng khi nó được đăng tải trên Internet vào tháng 8 năm 2012. Lúc đó, bà Cecilia Gimenez, một nghệ sĩ nghiệp dư 83 tuổi sống tại địa phương, đã tiến hành sơn lại bức họa. Bà nghĩ rằng mình có thể khôi phục lại bức tranh như tình trạng ban đầu.
Nhưng mà Cecilia lại khiến bức tranh biến dạng hoàn toàn. Gương mặt của chúa nhìn không khác gì một chú khỉ cả. Christian Fraser, phóng viên đài BBC ở châu Âu nói rằng kết quả của việc trùng tu này giống như một phác thảo bút chì của một con khỉ rất nhiều lông trong một chiếc áo dài không vừa vặn. Thậm chí là nhiều người đã gọi đùa phiên bản sau khi phục chế là Esemomo, nghĩa là này, chú khỉ đây này. Sự việc diễn ra quá đỗi tiêu cực nên vị linh mục Florencia Grasse, cha xứ của nhà thờ, cũng đã phải nghĩ tìm cách nào đó để mà che bức tranh đi. Sau khi được truyền bá rộng rãi trên mạng, bức họa sau khi trùng tu bỗng nhận được nhiều sự chú ý và được nhiều người biết đến. Những người quan tâm thì đã đến nhà thờ để được xem tận mắt tác phẩm bị hủy hoại do việc trùng tu vô trách nhiệm. Khách du lịch thì đến đông và nhà thờ bắt đầu thực hiện việc thu phí nhằm giải quyết chi phí cho dịch vụ hỗ trợ. Một năm sau khi công việc trùng tu tác phẩm bị thất bại, đã có hơn 40.000 lượt người đến xem, thu về được hơn 50.000 euro. Thị trấn nhỏ nơi sở hữu bức tranh vốn chỉ vẻn vẹn là 5.000 dân, cho nay đã đón tiếp hơn 150.000 lượt khách thập phương đến để chiêm ngưỡng, tham quan, để tìm hiểu về thảm họa về phục chế. Vé để vào xem bức tranh được thu là 1,5 đô cho một người. Việc này thì đã khiến bà Gimenez cũng muốn lấy một phần tiền được cho là tiền bản quyền. Luật sư của bà này cho rằng bà muốn nhận phần lợi nhuận của mình để giúp tổ chức từ thiện bệnh loạn dưỡng cơ, một căn bệnh mà con trai bà đang gặp phải. Cư dân thị trấn thì cho biết công việc kinh doanh họ trở nên phát triển tốt đẹp hơn sau khi có sự kiện phục chế bức tranh, do có nhiều khách du lịch đến tham quan. Một số người dân ở đây thậm chí đã coi Gimenez là một anh hùng. Họ xếp bà vào danh sách những người có công phục hồi nền kinh tế của địa phương. Bốn, bình hoa thời nhà Thanh. Quy tắc số 1 để bước vào bất kỳ không gian nào tác phẩm nghệ thuật vô giá là hãy buộc dây giày của bạn. Chuyện vào năm 2006, ông Nick Flynn, 42 tuổi, đã gây ra sự cố nghiêm trọng hơn khi đến thăm bảo tàng Fitzwilliam ở Cambridge, nước Anh. Ông vấp phải dây giày và ngã trên cầu thang, khiến cho 3 chiếc bình cổ thời nhà Thanh vỡ tan tành. Tổng giá trị 3 chiếc bình quý rơi vào khoảng 100.000 bảng Anh. Ông Flynn cố gắng giải thích, đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn mà thôi. Tôi đã cố bám víu thứ gì đó, nhưng bức tường thì quá là trơn. Tôi biết cái bình đó sẽ đổ, nhưng mà không thể nào tưởng tượng được nó lại va vào 2 chiếc khác. Tuy nhiên câu chuyện này có một cái kết có hậu. Vào tháng 8 năm 2006, Penny Bender, một nhà phục chế đồ gốm, đã dán một trong chiếc bình đã vỡ thành 113 mảnh lại với nhau cho một cuộc triển lãm về phục chế nghệ thuật. 3 thì đó chính là câu chuyện làm hỏng cả bức tượng mẹ Đồng Trinh 600 năm tuổi. Một du khách người Mỹ đã vô ý làm gãy ngón tay út của bức tượng cổ được trưng bày tại bảo tàng nghệ thuật nhà thờ ở Florence, Italy. Vị khách du lịch 55 tuổi người Mỹ cho biết, ông chỉ muốn đo chiều dài bàn tay bức tượng Đức Mẹ Đồng Trinh Maria của nhà điêu khắc Giovanni D'Ambrosio được tạo tác cách đây 600 năm. Và rồi vô tình làm gãy ngón tay út của tượng, chứ không hề có ý phá hoại chút nào. Rất may là ngón tay ông ta bẻ gãy, được làm bằng thạch cao và không phải là nguyên bản của tác phẩm điêu khắc. Các nhà phục chế nghệ thuật đã nhanh chóng vào cuộc trước khi nó để rơi xuống và hư hại thêm. 2. Thần dây say. Ai mà lại chẳng muốn tung lên Instagram một bức ảnh mình ngồi trong lòng một bức tượng cổ đúng không nào? Nhưng có một số điều lệ cơ bản cần tuân theo khi mà đi thăm viện bảo tàng. Đầu tiên là không sờ hiện vật. Thứ hai là không chụp ảnh tự sướng trong khi mà sờ vào hiện vật. Theo báo cáo tại một bảo tàng ở Milan, Ý, một sinh viên đã phạm phải điều thứ hai. Cậu chàng treo lên bức tượng cuối thế kỷ 19 để tự chụp ảnh và khiến chân trái của tượng rụng luôn. Các nhân viên của trường mỹ thuật Berda, một trong ngôi trường nổi tiếng nhất của Ý, đã phát hiện ra điều này. Đây là bức tượng thần dê say, một bức tượng Hy Lạp cổ của thời Hellenistic, với một vị thần nửa người nửa thú đang nằm ngủ say mềm. Các thần dê ông thần thoại Hy Lạp là biểu tượng cho cái bản năng, phần con của loài người và thường không say sưa nhậu nhẹt thì cũng cua quạng tay chân với các tiền nữ hoặc là phụ nữ trần thế, không khác mấy với chư bát giới. 3. Vị trí đầu tiên video hôm nay đó chính là bức tranh Theater. Một tác phẩm nổi tiếng của danh họa Pablo Picasso ước tính có giá khoảng 130 triệu đô đã bị hư hại khi không may bị một du khách ngã vào, tạo ra một vết rách dài 15cm. Bức tranh này mang tên là The Actor, có chiều dài 1,8m và rộng 1,2m, được treo tại bảo tàng nghệ thuật Metropolitan ở New York, Mỹ.
một du khách tham dự lớp học nghệ thuật tại đây đã mất thăng bằng và ngã bức tranh. Tai nạn đã gây ra một vết rách dài 15cm bên dưới góc phải bức họa. Danh họa người Tây Ban Nha đã vẽ bức tranh từ mùa đông năm 1904 đến 1905. Một phát ngôn viên của bảo tàng Metropolitan cho hay, rất may là vết rách không nằm ở phần trung tâm bức họa. Và nói thêm rằng, bảo tàng hy vọng việc phục chế không quá là khó. Theater được trưng bày ở vị trí nổi bật tại bảo tàng. Kể từ khi mà nó được theo Mark Rutherford, một thành viên gia đình chế tạo sơ hơi nổi tiếng, tặng cho Metropolitan vào năm 1952. Và video đây lại hết rồi. Đừng quên like và share nếu bạn thích. Và nhớ subscribe tại kênh channel ngay tự đón xem video mới nhất của mình nhé. Chân thành cảm ơn anh em.